Hùng mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Nhà Đất Đồng Tháp. Hôm nay Hùng đang có mặt tại trục đường bê tông thuộc xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để quay giới thiệu bán cho cô chú anh chị một lô đất. Lô đất này thì có thổ cư, có trồng dừa và có đất ruộng. Và đây là hiện trạng đường bê tông trước đất. Và đây là hiện trạng lô đất nha cô chú anh chị. Từ đây ngang qua dấp bên tay phải 25m, dài sâu vô trong 83m, nở hậu 178m, chữ L phía sau. Thì tổng diện tích đất của miếng đất này là hơn 11.000m², trong đó có 373m² đất thổ, còn lại là đất trồng lúa. Hiện tại trên đất thì có trồng dừa, dừa xiêm và dừa ta. Dừa này thì được trồng hơn 4 năm, đang thu hoạch trái. Có đất so với lộ thì tầm khoảng 2 mét. Đường bê tông thì rộng 3 mét rưỡi. Đường bê tông này thì sau này quy hoạch làm đường nhựa 7 mét rưỡi. Trục đường bê tông này là kết nối ra đường DT843 đi Tràm Chim, Cao Lãnh và các tỉnh khác. Đất thì ở vị trí đẹp, mặt tiền đường bê tông lộ rộng và giáp sông. Sông thì ghe tàu trên 100 tấn lưu thông bình thường, thuận lợi giữa đường bộ và đường thủy. Thì giá chủ đang kêu bán hết đất luôn 3,5 tỷ, sổ sách chính chủ. Thì từ chỗ đất đi lại chợ Tân Phú là 200m, cách quỹ ban là 560m, cách Tràm Chim là 13 cây, cách Cao Lãnh là 22 cây. Thì Hồng nghĩ lô đất này thích hợp cho cô chú anh chị nào mua để tích lũy tài sản nè, sau này mua để làm vườn, làm trang trại, làm homestay cũng hoặc là quán nhậu, thì tùy theo cái nhu cầu và mục đích sử dụng của cô chú anh chị mình. Cô chú anh chị nào quan tâm về lô đất này thì xin vui lòng liên hệ với Hùng số điện thoại 0902 64 5060. Hoặc là cô chú anh chị có thể là chụp lại màn hình cái thông tin lô đất này rồi nhắn tin qua Zalo với Hùng, Hùng sẽ trao đổi với cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video Nhà Đất Đồng Tháp với Hùng. Cô chú anh chị đừng quên bấm đăng ký kênh Nhà Đất Đồng Tháp để theo dõi những cái video về nhà đất ở khu vực Đồng Tháp và các tỉnh lân cận khác. Biết đâu cô chú anh chị mình lựa chọn được một cái miếng đất ưng ý hoặc là một cái căn nhà hợp lý. Xin chúc cô chú anh chị mình sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video về nhà đất tiếp theo.